Chào các bạn, hôm nay tôi trở lại với kênh YouTube. Tôi dạy theo yêu cầu của một số bạn với phần mềm Cartoon Animator. Trước thì cái bản 3 nó gọi là GreyTalk Animator. Thì bản này cũng là chỉ bản phiên bản khác mới nhất của GreyTalk. Thế thì các bạn chú ý là khi chúng ta đang sử dụng phần mềm bản crack thì chúng ta sẽ tắt mạng đi rồi chúng ta mở. Sau khi nó chạy xong rồi thì chúng ta lại mở lại mạng để nó khỏi gửi thông tin đến phần mềm và nó sẽ khóa phần mềm lại chúng ta. Thì bản này là bản bẻ khóa thì chúng ta thấy là đây là như bản trước thì tôi đã nói rồi, các bạn chỉnh sửa nhân vật thì các bạn sử dụng cái nhân vật mẫu bên trong GreyTalk, ví dụ như là G3, đấy, G2, G4 vân vân. Đối với Cartoon Animator ở phiên bản này thì nếu chúng ta mua cái phiên bản chính thì nó sẽ cung cấp cho các bạn các nhân vật đã có sẵn tốt hơn, nhưng ở đây với cái bản crack thì chúng ta chỉ được những nhân vật cơ bản thôi. Thì bài hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn cách sử dụng timeline và kịch bản, đó là một chiếc bình đựng nước đặt ở trên bàn và khi nó bị rơi thì nước nó sẽ lốc lắc như thế nào. Đó. Thì các bạn có thể sử dụng phần mềm Photoshop để các bạn có thể tạo ra vẽ ra cái phần mềm vẽ ra một cái bàn bao gồm cả một cái bình và một cái nước. Đó. Bình và nước. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại đây là cái cách em nhá, cách vẽ thôi. Thì tôi lại sử dụng một tung boom để tôi dùng cái công cụ vẽ của nó tốt hơn. Các bạn dùng Photoshop cũng được, cái này là vẽ thôi, nó không liên quan gì đến cái phần mềm kia cả. Đó. Thì tôi vẽ cái bình nó như này, cái nước thì ở phần nước thì tôi sẽ vẽ riêng với một cái bình thì ta để giống nó dạng tương tự như này. Thế bây giờ tôi sẽ vẽ nước nước ở trên cái mặt trên. Sau đó tôi xuất thành PDF, tôi xuất thành Photoshop. Đấy. Rồi, thế bây giờ các bạn nhìn nhé. Đây là lớp dưới là cái mình. Lớp dưới là cái mình. Thì tôi sẽ làm một cái việc như sau. Tôi vẽ một cái mặt nước. Mặt nước thì tôi vẽ từ chỗ này. Tôi dùng cái màu giống như màu nước. Tôi dùng cái này để tôi dễ vẽ thôi nha. Các bạn chú ý là không phải là tôi dạy các bạn tung boom nữa nhé. Không phải tôi dạy các bạn tung boom harmony đâu. Mà đây là tôi dùng để tôi dạy chúng ta cái cách mà bình nước nó có thể. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái folder phía trên của cái desktop. Tôi ghi là ví dụ cho bài 1. Ví dụ bài 1. Vì thể theo yêu cầu của một số bạn thì tôi sẽ làm như vậy. Và bây giờ các bạn nhìn thấy tôi sẽ là xuất hai cái lớp này thành PDF thành file Photoshop. Tôi xuất file nước trước thì tôi tắt cái mắt này đi. Đây. Đấy, và tôi sẽ export layer image. Tôi đặt là nước. Mà tôi chọn cái desktop có tên là ví dụ bài 1. Đấy. Đấy, và tôi để file Photoshop nhé.
Rồi các bạn ok xong. Bây giờ tôi lại tắt nấc này, tôi chọn nấc bình. Bình là một cái này. Đấy, và tôi export. Export. Export nhé. Chuyển thành ảnh. Rồi, tôi gọi là bình. Rồi. Bình. Và bây giờ tôi coi như là tắt cái phần mềm này đi. Các bạn nhìn thấy trên đây gồm có nước và bình. Đấy, nước. Bây giờ các bạn nhìn thấy mặt nước này. Nước này. Photoshop, các bạn nhìn thấy nước ở đây. Đây tôi mổ xẻ nó ra để chúng ta nhìn thấy. Đây là cái lớp nước. Các bạn có thể cho opacity nó giảm một tí. Đấy. Rồi, rồi chúng ta ghi lại đúng không? Rồi chúng ta save F lại. Rồi bây giờ chúng ta sang Cartoon. Cartoon Animator 4, phiên bản 4. Thì ở đây đầu tiên tôi nhập thì chúng ta chọn Pop nhé. Pop. Đấy. Chúng ta chọn Desktop, chọn ví dụ bài 1. Rồi tôi chọn bình trước. Rồi, đây là cái bình. Mặc dù là bài học thì của chúng ta là chỉ là cái mà mang tính chất là tổng quát ví dụ thì các bạn cũng tôi vẽ có thể xấu. Rồi, tôi chọn nước vào đây. Đấy. Các bạn chở mũi tên về thì đây là một cái bình. Thế bây giờ ta sẽ làm sao để cho cả bình và nước nó chuyển động. Nó chuyển động. Ta sẽ cho nó chuyển động. Thì đầu tiên các bạn sẽ ta zoom in vào nhá, chúng ta zoom in vào. Đấy, tất cả trên mặt đây là một cái này chính là cái kia. Điều khiển camera. Thế thì bây giờ ta sẽ làm như sau. Ta chọn select. Bây giờ các bạn sẽ có hai phần. Sẽ có hai phần. Và chúng ta sẽ bật cái timeline lên. Rồi, timeline đây rồi. Đây là nước, đây là dưới là bình. Đó. Bình và nước khác nhau. Thế bây giờ ta sẽ cho chúng nó liên kết lại với nhau. Cái này thì các bạn nhớ là trong đây timeline có cái nước và bình, thì cái này các bạn có thể là chưa hiểu lắm. Thì tôi sẽ cho cái bình, cái nước này nó sẽ link vào cái bình để cho khi mà chúng ta chuyển động thì nó cũng sẽ chuyển động theo. Đấy, thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn vào trong cái nút có tên là link. Rồi. Các bạn nhấp vào đây khi nó có cái dấu hình như này. Đấy. Thì link của nó là đã đưa vào, ta đưa được cái này vào đây. Ok chưa các bạn? Xong rồi nhé. Việc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái bình nó được lắp sắp lên. Các bạn nhìn chú ý cho tôi. Đây là một bài học cực kỳ hay. Rồi, ok. Đấy. Ta chọn vào nước. Chúng ta chọn vào cái chỗ này. Ok, editor. Đấy, cái nút này nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn cái deform cho tôi. Opacity các bạn giảm đi một tí để cho cái nước của chúng ta lúc trong lúc đục. Đấy. Ngon chưa các bạn? Ok rồi. Bây giờ việc tiếp theo là đầu tiên là tôi muốn cái nước này nó nghiêng về bên kia. Đấy, tôi nhấc cái này lên. Các bạn nhìn thấy bình nó dâng nước chưa? Rồi cái này giảm xuống. Opacity tăng lên một tí. Cái này giảm xuống. Ta điều khiển để cho nó đúng vị trí nhé. Đấy. Rồi bây giờ tôi sang cái frame thứ hai. Frame thứ hai tôi cho tụt cái này xuống một tí. Đấy.
Rồi bây giờ ta cho thêm chỗ này. Các bạn lại tiếp tục đưa cái này xuống. Bạn đưa cái này lên. Bạn đưa cái này lên cho tôi. Đó. Rồi các bạn lại đưa cái này xuống đây. Các bạn lại cho cái này lên đây. Các bạn cho cái này xuống. Cái này để điều khiển cho nó đúng vào cỡ nhé. Đấy. Và hôm nay là chúng ta học hơi bị hay luôn. Rồi, tôi sẽ cố gắng để giúp các bạn học được hết tất cả các phía. Các bạn biết là scale ở đây, skill nó là biến dạng, vặn méo đi. Chúng ta thêm nút này nữa là smooth deform object, là nó làm cho mượt mà hơn. Đấy. Bạn để chuyển động như vậy. Ok. Rồi. Thì các bạn có thể làm được cho nó để nó chuyển động. Trong cái bình nước nó chuyển động như thế rất là dễ. Sau này kể cả sóng rồi vân vân các bạn cũng làm được. Đó. Tiếp tục các bạn chọn vào này nhé. Form này của nó rất là tốt. Cái này các bạn. Đấy. Bạn khi bạn chuyển động sóng nước là như này. Ok. Sau đó các bạn tắt này đi. Chúng ta có thể copy từ đây đến đây. Copy xong các bạn paste cho tôi. Đấy. Các bạn paste đi thì nó trở thành những cái nút chuyển động. Đấy. Đấy. Timeline của chúng ta chuyển động. Rồi, thế các bạn đã biết là cách là bây giờ chúng ta sẽ chọn object của chúng ta. Chúng ta chọn bình. Thì bây giờ cái bình đầu tiên tôi lại vòng lên phía trên để tôi chọn bình, tôi chọn là transform hay motion cũng được, chọn motion motion transform nhé. Thì bây giờ bình của chúng ta chỗ này. Đó. Tôi giả vờ nó đầu tiên nó ở chỗ này. Đó. Xong rồi đến chỗ này. Đó. Đến đây. Đó. Đến chỗ này. Đó. Đến chỗ này. Chỗ này giờ nó lên đây. Lên. Bây giờ chúng ta phải xem nó chạy. Bình nó ngắt chưa? Đó. Rồi, thì bài học hôm nay rất là thú vị thì tôi mong các bạn là cố gắng xem để hiểu được cái bài mà tôi vừa làm. Nó gồm hai lớp và chúng ta phải liên kết lại. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ xem hay thì đăng ký, subscribe cho tôi để tôi có cảm hứng dạy cho các bạn tất cả những gì mà có thể biết được.
chúc các bạn sẽ sản xuất ra nhiều phim hoạt hình. Thân ái chào các bạn.